Khi biết em Huệ kêu bán căn nhà này 1 tỷ 339 triệu thì bạn bè em Huệ rất là nhiều người mới khuyên em rằng ráng chờ qua Tết đi. Bởi vì hiện nay là rất là nhiều chuyên gia ở trên mạng là phân tích nó năm 2024 này giá nhà đất là chắc chắn là sẽ tăng với cái dự thảo luật đất đai mới là đã được thông qua. Nhưng mà em Huệ nói thôi, cái đó là chuyện vĩ mô quá. Bây giờ em là cận Tết thì cận tiền đó, nợ nần tùm lum. Nên là thôi, giờ là cứ phải kêu bán thôi. Nhà là xin lung linh nha. Căn nhà là tới 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm nhà vệ sinh, rồi phòng thờ sân trước là đậu được ô tô nữa. Nhà đất là full thổ cư. Tổng diện tích là khoảng 135m2 đất sử dụng. Ngang qua lợi được 5m, dài là gần 17m ha. Phía trước là con đường bê tông, lộ giới là 6m. Ở chỗ này là thuộc ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Một khu vực dân cư đông đúc, đường là quy hoạch theo dạng ô cờ, chỉ nằm cách chợ Thanh Hùng, còn gọi là chợ Trụ Nhọn, có 500m thôi các bạn. Xung quanh là trường học, nhà thờ, trạm y tế, rồi Bách Hóa Xanh thì cũng 300-500m nha. Đó thì cái hướng anh chị đang xem, nếu tính từ nhà là ra Tòa Thánh khoảng 7 cây số, ra Vincom là khoảng 5 cây, còn cách khu du lịch Tứ Bà là khoảng 15 cây. Từ Sài Gòn An Sương tới được vị trí căn nhà này là 85 km ha. Đường là thông tứ hướng, hướng bên tay trái thì là ra quốc lộ 22B, còn hướng phải là cách 150m là mình ra con đường liên xã, đường nhựa liên xã, lộ giới 30m nha. Thì sát bên nhà là cách 50m là cũng có con đường nhựa cũng rất là to nữa, thì có 50m thôi các bạn. Bây giờ em Huệ kêu bán toàn bộ nhà đất hiện trạng của căn nhà này là 1 tỷ 339 triệu, mà em nói còn tặng một cái lọc 9 triệu cho anh chị em bà con nào có người thân, bạn bè, hàng xóm đang có nhu cầu đón Tết trong một căn nhà mới cuối năm này, liên hệ chỉ điểm, em sẽ gửi một cái lọc là 9 triệu. Thôi bây giờ anh chị em bấm lại thả tim mình cái, rồi chúng ta vô xem hiện trạng nhà và phân tích coi đây có phải là một nơi để mình an cư, lạc nghiệp lâu dài hay không nha. Bởi vì chỗ này gọi là cụm công nghiệp Thanh Điền. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. Xây dựng Hùng Hùng Huy, hùng mạnh nhờ chất lượng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm về thiết kế, thi công và sửa chữa công trình nhà ở dân dụng, chúng tôi tự tin cùng bạn kiến tạo những không gian sống hoàn hảo. Căn nhà này là hướng chính đông nha, nằm trong một cái khu vực là giống như một cái khu phố luôn. Xung quanh là bà con hàng xóm rất là nhiều. Ở đây bà con dễ thương lắm, nhiệt tình, vui vẻ, hỏi gì cũng tận tình hết. Đây, mặt tiền ngang qua là 5m nè, đường đây là thông tứ hướng nha. Hướng này mình cứ chạy thẳng ra là chưa đầy 600m là mình ra quốc lộ 22B nè. Ở ngoài đó là có một cái trường dạy lái xe luôn. Còn đây, cách khoảng chừng 30m có một cái ngã tư nha. Ngã tư này mình quẹo phải qua 300m là mình ra hướng chợ các bạn. Đó, nhà nằm cách chợ là có vài trăm mét thôi. Hướng bên này cũng là đường thông luôn. Đường này cứ chạy thẳng xuống. Đây chạy thẳng xuống tầm 100m là mình ra đường nhựa liên xã các bạn. Đó, ngoài đó thì quẹo hướng bên trái là cũng ra chợ, ra tỉnh lộ 786. Nếu quẹo trái khoảng chừng cây rưỡi là ra tỉnh lộ 786 các bạn nha. Hướng đó mình đi qua bên qua hướng bên trái khoảng chừng 200m là có một cái trường mẫu giáo nữa. Còn hướng bên tay phải là mình đi về xã An Bình. Nói xã Thanh Điền này là khu vực là mật độ dân cư cao của huyện Châu Thành nữa các bạn. Đó, cũng không thua kém gì khu vực thị trấn ha. Này, chúng ta vô xem cận cảnh chi tiết. Căn nhà em Huệ đang kêu bán là 1 tỷ 339 triệu. Đường bê tông nhưng mà nhà đất là hiện trạng là cao hơn mặt đường nha. Phía ngoài là có bồn bông nè. Làm mặt dựng rất là đẹp các bạn. Đây một mẫu nhà phố. Một trệt đúc lửng một tấm ha, đầy đủ công năng. Cổng rào quá đẹp luôn. Này cửa nè,
cửa sắt hộp, rất là sang. Bên trong ha, à, khoảng sân này mình đậu, nếu mà ô tô cỡ nhỏ là có thể đậu được 2 chiếc, à, là ô tô 7 chỗ là đậu cũng thoải mái luôn các bạn. À, lát gạch, sân vườn, chống trượt. Khu vực này là anh chị em có thể là vô nước cấp thủy được nè. Hiện tại thì đang sử dụng là nước giếng khoan. À, ở ngoài có bồn bông, ở đây cũng có luôn các bạn. Căn nhà nhìn rất là bề thế nha. Đó, nhìn cao sang cực kỳ luôn. Mặt dựng là dán gạch bóng kiến. Rồi, cửa. Cửa này là cửa kính cường lực nha các bạn. Inox kính cường lực. Này, cửa nhôm kính cường lực các bạn. À, nhôm này cũng dạng tốt nè. Đó. Mặt dựng là nhìn bề thế lắm. À, bên trong khu vực phòng khách là tầm khoảng 25 m² ha. Thì lợi thế của nhà gác lửng nữa các bạn. À, cái này là nhà lầu lửng chứ không phải gác nha. À, đúc luôn mà. Lợi thế nhà lầu lửng là cao ráo, à, thoáng mát, nhìn rất là sang. Này, khu vực cầu thang đi lên nè, ở trên là trần thạch cao, rồi đèn led là cái đèn chớp chớp này, chứ ở ngoài là nó không có chớp các bạn. Đó, ở ngoài là nó vậy đó, nó không có chớp nha. Rồi, không gian ở dưới thì tuyệt vời, tường là dán gạch cao 1,5 m ha, còn sàn là cũng gạch bóng kiến, vân đá sáng màu, khổ 60 nha. Thì cái phòng khách này nó hay cái là xây theo kiểu hiện đại các bạn, nó kết nối với lại bếp và nhà ăn đó, gia tăng một cái diện tích rất là khủng luôn. Và cái kiểu này thì bây giờ chị em nội trợ rất là thích nè các bạn, bởi vì cảm thấy là mình sinh hoạt nấu nướng này nọ đồ không có bị cô đơn, gắn kết với lại các thành viên khác trong gia đình theo một cái kiểu cũng giống như là Âu Mỹ vậy đó ha. Rất đẹp. Chỗ này là có một cái khu vực mình để là làm quầy bar hoặc là kiêm bàn ăn, bàn đảo bếp, tuyệt vời luôn. Mặt bếp là đá hoa cương nguyên khối, rồi chậu rửa inox, tủ bếp trên, tủ bếp dưới, đầy đủ công năng cho mình luôn. Là vân gỗ rất đẹp các bạn ơi, tủ chén đồ ok luôn ha. Bên này tủ rượu nè. Đó, nhà về là mình không có phải sắm sửa quá nhiều, tiết kiệm cũng nhiều khoản lắm các bạn. Mình đi xem tầng trệt trước nha. Đây, ở dưới nguyên chỗ này là thiết kế là dán gạch bóng kiến hết các bạn, gạch 30-60. Đường điện là dĩ nhiên là phải đi âm tường rồi. Đó, khu này mình để tivi, kệ trang trí ok ha. Chỗ này để cái bàn ăn cũng được các bạn. À, trần khu vực bếp nè. Đó, chạy led nè. Đây cũng có đèn trang trí nữa các bạn. À, nhìn xịn sò ấm cúng nha. À, bên trong khu vực này là để tủ lạnh cỡ lớn nè, cũng thoải mái nè nha các bạn. Trong này thì mình sẽ có một phòng tắm, nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Chỗ này để máy giặt quá ổn nè. À, phòng tắm, nhà vệ sinh cũng xịn luôn. Này, bồn cầu hộp ha, gạch chống trượt nha. Đây, gạch men dán tường lên tới nóc luôn. Ở trên là trần đúc nha các bạn. Đó, phía sau này có cửa lá sách thông đằng sau nè. Em Huệ là xây rất là có tâm. Đó, trang bị cho mình là máy năng lượng mặt trời luôn. Lavabo xịn sò. Rồi, vòi sen cũng vậy các bạn. Inox 304 ha. À, cửa inox kính mờ luôn. Cửa nhôm kính mờ. À, tầng trệt thì chúng ta sẽ có một phòng ngủ ở dưới đây. Đó. Quyền nè các bạn. Quyền cửa bên này là có phần cửa lá sách thông ra phía ngoài đường. Bên trong này ha, phòng ngủ nè. Đi thẳng đường ống đồng, máy lạnh. Ở trên là trần thạch cao, chạy đèn led, đèn âm trần. Rồi, phòng này thì mình có một cái sân nắng ở bên đây. Đó, sân nắng ngon lành luôn, phơi đồ.
là để cục nóng máy lạnh, có đèn luôn nha các bạn. Đó, đèn đóm nè. Rồi, hệ thống thoát nước ở dưới là gạch chống trượt ha. Cửa nẻo ok, khu vực này là an ninh ngon lành luôn. Từ trong mình nhìn ra ngoài cũng rất là ổn các bạn. Nhà sáng sủa. Hướng đông nữa ha, chính đông. À, cầu thang nè, tay vịn là inox rồi gỗ tự nhiên. Này, kính cường lực. Này. Mâm bước. À, cầu thang là đá hoa cương nha các bạn. Làm rất là ok nè. À. À, ở đây mình nhìn xuống nè các bạn. À, tường ở phía này là tường 20 nha. À, kính cường lực hết. À, cửa này mình mở ra được luôn nè. Đó. Cửa này thì theo mình nghĩ nếu mà làm cửa lá sách đó thì nó sẽ hay hơn, mà là làm kiểu này cũng được các bạn, cũng ok đó. Tay vịn nè. Đó, cầu thang dán đá. Rồi, bên hông là cũng dán gạch bóng kiến hết các bạn. Đó, nhìn rất là xịn nha. Rồi bên này chúng ta có một khu vực trang trọng dễ thương, làm phòng thờ ha. Đó. Từ trên này mình nhìn ở phía bên ngoài đó các bạn. Đó, thấy view là cũng ok, sáng sủa, mấy nhà xung quanh nè. Đó, nhà nóc thái ở chỗ này cũng nhiều lắm. Rồi. Ở đây cái lối đi đó, làm thiết kế cũng rất hay các bạn. Chỗ này là tường giác góc ở ngay chỗ này ha. Đó, làm cho cái lối đi này rất rộng. À, cửa sổ bên trái ha. Nhà mình thấy khá là nhiều cái ô cửa gió thông thoáng lắm bạn. Đây, phòng ngủ thứ hai. Đó, có đường máy lạnh hết nha. Đèn trần, đèn ngủ. À, gạch dán tường. Cao 1,5 m. Mỗi một phòng diện tích tầm 10 m². Đó, đúng chuẩn phòng ngủ luôn ha. À, bên này lavabo để bên ngoài, phòng tắm, nhà vệ sinh thứ hai nữa các bạn. Đó, dán gạch hết toàn bộ, ở trên là trần thạch cao, gạch chống trượt bên dưới ha. Này, thêm một cái phòng ngủ nữa, đây phòng ngủ thứ ba. Phòng ngủ thứ ba này rộng hơn hai phòng kia một tí các bạn, tầm cỡ 11-12 m². Đó, có cửa sổ rồi luôn. Tổng diện tích sử dụng là khoảng 135 m² nha. Đó, 1 tỷ 339 triệu. Chúng ta có một cái căn nhà mới nằm trong khu dân cư rất là nhiều tiềm năng, cao sang, đầy đủ công năng. Đường rộng rãi, thông thoáng, sân đậu ô tô ngon lành, thổ cư 100%, giấy tờ pháp lý rõ ràng, đầy đủ nha. Đây, sơ đồ thửa đất, à, rất là chuẩn luôn, à, hướng chính đông nha các bạn. Đường hiện trạng bê tông, lộ giới 6m nha, mặt tiền 5m, à, hậu cũng 5m luôn, hai cạnh hai bên là ngang đất vuông vức luôn các bạn, 16,31 nè. Tổng diện tích đất là 81,5, thổ cư là 100%. Này, thửa đất là số 601 thuộc tờ bản đồ số 10. Này giống 10 điểm quá. Đó, 601 là con số lớn nè. Những đó là khu vực này là nhà cửa dân cư đông, anh chị em cũng đã thấy rồi. Địa chỉ ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đó, sổ hồng riêng, thổ cư full, không có dính lộ giới, nhà xây hết đất. Nếu mà tính luôn cái phần trên lầu thì diện tích sử dụng là 135 m² ha. Đây, sơ đồ quy hoạch này, khu vực là đường ô cờ không nữa các bạn. À, phủ hồng hết nha. Đó, nằm chỉ cách chợ là có chưa đầy 500 m. Khu vực này là có nhà thờ, rồi ủy ban sát bên cũng 500-600 m thôi ha. Trường học các cấp là có đầy đủ luôn nè. Đó, nằm nếu mà đi ra quốc lộ 22B là cũng khoảng 600 m nha.
Ở đây là có cụm công nghiệp nữa các bạn. Ở đây cũng có cái chợ nữa. Này ngã tư Thanh Điền nè, cách ngã tư Thanh Điền là khoảng 1.800m. Bây giờ từ nhà của em Huệ, mình đưa anh chị em đi khảo sát địa bàn nha. Con đường này đi cũng ngon lành lắm, mình cứ chạy thẳng lên khoảng 600m là mình ra quốc lộ 22B các bạn. Còn để ra chợ, mình đi cái hướng ra chợ với nhà thờ trường học nha các bạn. Thì bữa nay là thứ bảy ha, thành ra là bà con ở đây nhiều nhà bật karaoke lên hát rất là đông vui. Đường ô cờ tiện lợi, anh chị em muốn đi hướng nào cũng được hết nha, ra vô rất là nhiều hướng. Này là đường thông tứ hướng nè. Đó, thì mình đi ra chừng 20m là cũng ra ngã tư đường bê tông nữa các bạn. Thì con đường bê tông này lộ giới lại to hơn cái đường bê tông hồi nãy nha, đường này chắc tầm 10m. Đó, mình cứ chạy thẳng lên 300m thì mình ra đường nhựa, là ra ngay vị trí chợ luôn. Này, khu vực ấp Thanh Hùng rồi, chúng ta đã xem hình ảnh từ trên cao, đường ô cờ, nhà cửa dân cư đông liền kề. Ở đây tương lai sẽ hình thành một cái khu đô thị mới nữa các bạn. Đất là thổ cư 100% rồi. Quy hoạch đẹp như một cái thị trấn vậy ha. Thì với lợi thế về vị trí như vậy thì anh chị em thấy là bà con ở đây là người ta vừa ở vừa kinh doanh buôn bán tại nhà luôn nè. Mở cơ sở kinh doanh, tạp hóa, văn phòng công ty, rất là nhiều bảng hiệu. Ra ngoài đây 300m là tới đường nhựa các bạn nha. Quẹo phải thì mình ra hướng trường mẫu giáo, ra đường liên xã đó. Quẹo trái 50m nữa là tới chợ nè. Nói chung là chợ là ở đây là khu vực chợ luôn rồi đó. Đầu đường là có tiệm trà chip nè. Rồi tạp hóa bán đồ chơi nữa các bạn. Rồi cửa hàng điện thoại, trung tâm điện máy nè ha. Đây, bách hóa xanh cũng rất lớn nha. Chợ thì nằm đối diện bách hóa xanh các bạn. Chợ là bán từ sáng tới chiều tối luôn. Đó, hướng đi vô chợ nè, cái này là bên hông chợ thôi, mặt trước chợ là nằm bên kia. Đó, bà con buôn bán buổi chiều nữa các bạn. Khu vực này thì nhiều chợ nha. Đó, ngày xưa là chợ nằm ở ngay chỗ mà công viên tượng đài trụ nhọn này nè. Giờ ta dời vô bên trong, còn đây là thành một cái công viên mới. Đây gọi là công viên trụ nhọn các bạn. Đây mình chạy một vòng công viên cho cả nhà xem, khảo sát kỹ nha. Đây có trường tiểu học nè. Đó, chiều chiều mình đi ra đây có 500m à. Tản bộ, tập thể dục, ngồi hóng mát là cũng ok lắm. Có sẵn mấy cái máy tập thể dục phía bên tay phải nè các bạn. Đó, hướng chiếc xe máy đang chạy là mình ra quốc lộ 22B nha. Chạy ra chừng 300m là tới quốc lộ rồi. Ngay chỗ này là có một cái trạm xăng luôn nè. Trạm xăng dầu ha. Tập quá quá chừng luôn. Bởi vì ngày xưa là chợ nằm ở ngay chỗ cái vòng xoay công viên nữa các bạn. Nên là bà con tiểu thương là vẫn còn buôn bán xung quanh cái vòng xoay này khá là nhiều. Đó, mặt chính chợ thì nằm bên này nha. Cổng chính của chợ Thanh Điền, chợ Trung Nhọn là nằm bên đó ha. Hướng đó mình đi vô nhà cũng được luôn. Kế bên là trung tâm y tế nè. Từ đây mình chạy hướng ra nhà thờ là cũng có 100m thôi các bạn. Vậy là nhà là cách nhà thờ có chừng 600m. Đi bộ là cũng ok luôn. Đây hướng này ra nhà thờ, ra ủy ban, rồi ra hướng trường học cũng vậy luôn nha. Đường này là song song với quốc lộ 22B nè. Đó, mình cứ quẹo những cái hướng bên trái khoảng 300m là ra quốc lộ 22B các bạn. Ở đây đường thông thoáng nha. Đó, và cũng khá là gần với những cái khu du lịch địa danh ở Tây Ninh. Cách Tàu Thánh Tây Ninh là có 7 cây số à. Ra tới núi Bà, khu du lịch núi Bà là 15 cây.
Thì khoảng cách đó mình đi cũng rất là gần nha các bạn, chừng chưa đầy 10 phút sau là mình tới Tòa Thánh Tây Ninh rồi. Đường ở Tây Ninh thì anh chị em thấy là không ổ gà nè, rất là thông thoáng, rộng rãi. Đây nhà thờ nè, giáo xứ Phước Điền. Ở ngay trước nhà thờ là cũng có mấy cái máy tập thể dục nữa bạn. Nhà thờ rất lớn ha. Mình lên 200m nữa là tới khu vực ủy ban. Này, ủy ban nằm phía bên phải, kế bên là công an xã, rồi trường mẫu giáo. Thì khu này người ta còn gọi là cụm công nghiệp Thanh Điền, nhà dân, rồi cơ quan hành chính, rồi công ty nhà xưởng là nằm đan xen với nhau các bạn. Những cái khu đất trống phía bên trái là quy hoạch là cũng xây dựng công ty nhà xưởng nha. Trường mẫu giáo nè, kế trường mẫu giáo là đường đi vô công ty Pandovina. Ở đây mức lương anh chị em công nhân thì rơi vào khoảng trên dưới 10 triệu một tháng. Trường trung học cơ sở cấp 2 Võ Văn Kiệt có máy bán hàng tự động luôn. Ở những chỗ mà có máy bán hàng tự động là anh chị em có thể rút ra là kết luận là dân trí cũng cao các bạn. Ở khu vực văn minh, dân cư đông và bà con thu nhập cũng ổn định và khá ha. Chỗ này cũng hình thành giống như một cái chợ tự phát nè. Hướng bên tay phải là đi vô công ty Vinayor nha, một công ty cũng tên tuổi lớn ở đây. Quầy thuốc tây cũng khá nhiều các bạn. Hướng này là dòng ra lại quốc lộ 22B. Ra ngoài đó là có một công ty lớn nữa là công ty VMC Hoàng Gia. Thì đa số những công ty ở đây hoạt động về ngành may mặc, rồi giày da, ba lô túi xách đó. Đi tầm 300m là mình ra quốc lộ 22B các bạn. Thì nếu mình đi về hướng nhà là cũng quẹo hướng bên trái là về nhà nha. Hướng đó mình đi xuống khoảng 300m là có một cái trường dạy lái xe, trung tâm sát hạch lái xe các bạn. Rất tiện lợi. Ở đây bên kia là khuôn viên bờ bao của công ty VMC Hoàng Gia, một công ty cũng rất lớn. Thì tổng số lượng công nhân hoạt động ở trong cái cụm công nghiệp này chắc cũng phải tầm mười mấy 20.000 người. Đó, mật độ cao. Đây quốc lộ 22B nè, hướng này mình đang đi là hướng về Tòa Thánh Tây Ninh, về Vincom nha cả nhà. Ở bên trái là đường đi vô cổng chính của công ty VMC Hoàng Gia. Chỗ này buổi chiều là cũng có họp chợ luôn bạn, đông lắm, ô tô chạy vô không lọt đâu. Đó, anh chị em nào thích khu vực này, quan tâm tới căn nhà của em Huệ, mình liên hệ trực tiếp với em Huệ là chính chủ nha, không qua trung gian. Số điện thoại là 0865 169 752, 0865 169 752. Giá toàn bộ luôn không phát sinh là 1 tỷ 339 triệu. Đó, anh chị em nào chỉ điểm là còn được thêm cái lộc là 9 triệu cho cái dịp và cận Tết này nữa nha. Chỗ này là ngã tư Thanh Điền các bạn nha, quẹo trái mình về bến xe Tây Ninh, về chợ Tây Ninh là tầm 3 cây rưỡi, thẳng lên luôn là về Tòa Thánh Tây Ninh khoảng chừng 4-5 cây nữa ha. Đó, tiện ích rất nhiều. Quẹo phải là mình đi về cửa khẩu tới một bài, về Sài Gòn đi thẳng hoặc quẹo phải cũng được bạn. Từ đây về tới cửa khẩu tới một bài tầm khoảng 30 cây. Đó, tỉnh lộ 786 là con đường cắt ngang nè, hai đường này là đồng cấp với nhau luôn. Rồi mời anh chị em để lại ý kiến đóng góp và nhận định bên dưới video, giao lưu cùng với anh em tụi mình và chia sẻ kinh nghiệm cho nhiều bà con khác nữa ha. Còn tới đây mình cũng kết thúc clip nha, chúc bà con nhiều sức khỏe, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo nha.